Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Huy Nguyễn. Thì có khá là nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là khi mà đi thi bằng lái xe thì chúng ta cần phải chỉnh ghế như thế nào, rồi chỉnh kính như thế nào, rồi cách khi mà lái xe chúng ta phải kiểu như là để cái bàn chân chúng ta như thế nào thì nó cảm thấy thoải mái với chân ga và chân thắng ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, chia sẻ kinh nghiệm bản thân của mình về cách mà chúng ta chỉnh ghế nè, rồi chỉnh kính ở giữa, chỉnh hai kính hai bên, và cách để chúng ta để chân khi mà chúng ta chạy xe làm sao chúng ta thoải mái nhất và chúng ta có thể dễ dàng khi mà chúng ta thi bằng lái xe ở California ha các bạn ha. Bạn nào thấy thích cái video này của mình và cảm thấy nó là có lợi có ích á, thì các bạn đừng quên nhấn nút like, nhấn đăng ký kênh. Nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên là mở cái chuông lên để có thể nhận được những cái thông báo mà khi mình ra những cái video mới nhất ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu video. Đầu tiên mình sẽ nói về cái cách mà chúng ta chỉnh ghế ha các bạn ha. Thì trước hết á, thì chúng ta nên biết là cái xe của chúng ta nó được chỉnh ghế như thế nào. Thì những cái xe mới bây giờ nó sẽ có những cái nút chỉnh tự động như thế này. Còn những xe cũ đời xưa thì chúng ta phải chỉnh bằng tay. Chỉnh bằng tay thì nó có cái cần gặt ha. Chúng ta gặt thì chúng ta ngã người ở phía sau thì nó sẽ nghiêng ở phía sau đó. Rồi khi mà muốn di chuyển ghế tới trước sau á thì nó có một cái cần ở dưới đây nè, chúng ta giữ và chúng ta chỉ cần kéo lên kéo xuống thôi. Còn xe của mình á thì nó mới hơn một chút xíu cho nên là nó có những cái nút tự động ở đây. Thì những cái xe mà tự động có nút tự động á thì nó sẽ như thế này ha. Cái dài này á nó sẽ là làm cho cái ghế chúng ta lên chạy theo cái horizontal là chạy ngang nè. Ok, giống như bây giờ mình đè nó đi ngược hướng này ha thì ghế nó sẽ move về hướng back lại nè. Đó, nó sẽ lùi về sau. Thì mình sẽ ngồi xa hơn với cái vô lăng. Còn khi mà mình đẩy hướng này á, mình đẩy nó hướng này nè, đó thì nó sẽ move, cái ghế nó sẽ move sẽ di chuyển tới gần sát hơn, mình ngồi gần sát hơn tới cái vô lăng nè. Đó. Đó, đồng thời cái nút dài này á nó còn có tác dụng là nâng cái ghế lên cao và hạ cái ghế xuống thấp. Thì khi mà mình để ngón tay mình dưới đây ha, mình kéo lên thì nó sẽ nâng cái ghế mình lên nè. Đó, nâng ghế mình lên. Còn mình đẩy xuống thì nó sẽ nâng cái ghế mình xuống, kéo ghế xuống. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh như thế nào làm sao mà cho chúng ta ngồi một cái tư thế nó thoải mái nhất có thể. Ok, tiếp theo thì cái nút mình nghiêng này á, đó là nó sẽ làm cho chúng ta bật cái ghế chúng ta như thế này, cái ghế chúng ta như thế này, nó sẽ bật như thế này, hoặc là chúng ta có thể bác nó lại để chúng ta ngồi nó không có bị đứng quá, hoặc là cũng không có ngồi xa quá. Đó, chúng ta không có thể nào nằm ở trên cái ghế được cả. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cho bạn xe nè, mình đẩy nó về hướng này ha. Đẩy về hướng này thì cái lưng ghế nó sẽ chạy từ từ. Đó. Cái lưng ghế nó sẽ đẩy mình lên này. Đó, bây giờ mình còn quá sát vô lăng rồi, quá đứng rồi, không có nào mình chạy như thế này được đúng không. Ok, thì bây giờ mình sẽ kéo nó về. Đó, thì nó sẽ back up lại. Đó, nó sẽ lùi lại, sẽ đó. Nhưng mà mình cũng không thể nào mình ngồi như thế này mình chạy được cả. Ngồi như thế này chạy thì nó quá xa, mình không thể nào quan sát được phía trước của mình có những cái gì. Rồi ok, thì còn một nút nữa ở đây. Nút nữa ở đây thì những cái xe đời mới nó sẽ có là cái nút mà nó đội cái lưng chúng ta lên để nó giữ cái lưng chúng ta thẳng. Hoặc là chúng ta không thích đó, thì nó sẽ để cái lưng chúng ta hõm vào. Thì cái nút này thì mình khó có thể quay được cho bạn xem lắm, tại nó nằm ở trong cái ghế đó. Nó nằm ở trong cái ghế, chỉ bấm như thế này thôi. Thì nó sẽ có một cái cục nó đội cái lưng mình lên. Cái lưng mình đây nè, đó, cái lưng mình đây ha. Lưng mình đây, nó đội lưng mình lên. Còn không thì nó hạ lưng mình xuống, vậy thôi. Thì chỉnh ghế như thế nào là để cho đúng khi chúng ta đi thi. Và chúng ta chỉ cần chỉnh làm sao mà chúng ta cảm thấy chúng ta thoải mái. Tuy nhiên chúng ta phải làm chỉnh làm sao mà khi mà chúng ta ngồi lên ghế lái vô lăng á các bạn, chúng ta nhìn thấy, chúng ta hãy chia cái windshield chúng ta ra làm đôi ha. Chúng ta sẽ kiểu như là tưởng tượng ở đây là một cái đường đi, có một cái đường ở giữa, thì chúng ta làm sao mà cái tầm mắt của chúng ta nè, tầm mắt chúng ta nó ngang, nó có thể nhìn thấy cái đường đó được. Đó, thì nó có thể ngang được với cái khuôn giữa của cái kính chúng ta. Đó, và đồng thời con mắt chúng ta có thể quan sát được một cái điểm đầu ở trên cái hood, cái đầu xe. Thì làm như cần như vậy á, thì chúng ta phải cần chỉnh ghế chúng ta lên cao một chút xíu thì chúng ta mới có thể nhìn được. Đây, ví dụ đây là cái vị trí của mình vừa chỉnh lên
cao một chút xíu, là mình, con mắt của mình ở đây có thể nhìn được cái phương ngang của cái windshield, và đồng thời mình có thể nhìn được một cái điểm ở trên đầu của cái hood của mình. Và đồng thời mình phải cần phải nhìn thấy được, mình cần phải ngồi làm sao mà mình nhìn thấy được những cái đồng hồ ở trên đây các bạn ha. Và tiếp theo thì chúng ta phải chỉnh gần hay là xa vô lăng. Thì có những người, chứ như có những người, người ta ngồi người ta chạy như thế này, thì mình thấy là nó quá nguy hiểm. Tại vì khi mà các bạn ôm vô lăng như thế này á, các bạn sẽ rất là khó mà các bạn có thể đánh vô lăng rồi các bạn xử lý những cái tình huống. Các bạn nên ngồi làm sao mà các bạn cảm thấy vừa tay, hai cái tay của chúng ta như thế này, chúng ta để như thế này vừa nè. Đó, còn nếu mà vậy là quá gần. Còn kiểu như là nếu mà như thế này thì quá xa này. Đây mình sẽ các bạn xem thế nào là quá xa. Đó, dưới này là quá xa. Tay mình hết cỡ rồi mình mới có thể với được cái vô lăng. Thì khi mà đánh vô lăng á, nó sẽ rất là khó, nó sẽ bị vướng, mình sẽ không đánh tới vô lăng ha. Ok. Đó, mình chỉnh cái độ gần làm sao á mà chúng ta để hai cái tay chúng ta lên, chúng ta vừa. Đó, vừa nó cong, nó có độ cong một chút xíu vừa, thì chúng ta có thể thao tác rất là dễ, đánh vô lăng rất là dễ dàng. Rồi, sau khi các bạn chỉnh ghế xong mà các bạn chưa cảm thấy nó phù hợp được, chúng ta vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái với cái cách chúng ta lái xe á, thì chúng ta có thể chỉnh tới cái vô lăng ha. Đó, cái vô lăng á, thì vô lăng nào nó cũng sẽ có một cái cần gạt ở dưới đây cả. Cái cần gạt dưới đây nè, chúng ta chỉ cần kéo nó xuống theo hướng này ha. Kéo nó xuống nè. Rồi, đó, kéo xuống thì nó đã mở khóa cái vô lăng ra rồi. Và chúng ta có thể nè, cái vô lăng chúng ta có thể kéo ra. Đó, kéo ra các bạn ha. Kéo ra hoặc đẩy vào, kéo ra. Đẩy vào. Đó, và có thể lên xuống được luôn nha nè. Xuống nè, đó, xuống, lên. Đó, thì đây là vị trí cao nhất của cái vô lăng và đây là vị trí thấp nhất của cái vô lăng. Và chúng ta đồng thời chúng ta có thể kéo vô lăng ra. Đó, hoặc đẩy vô lăng vào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh làm sao mà cho mình thấy thoải mái nhất ha. Thì mình sẽ để như thế này. Đó, và mình sẽ đẩy hết vô lăng vào. Tại tay mình nó dài á các bạn, tay mình nó dài á, mình sẽ đẩy hết vô lăng vào. Còn những bạn nào mà kiểu như là tay hơi không đủ, không dài quá, thì các bạn có thể kéo vô lăng vào hướng các bạn một chút xíu. Rồi, ok, sau khi các bạn chỉnh xong hết vô lăng đó, thì các bạn phải nhớ là phải gài cái khóa lại ha. Đó, gài khóa vô lăng lại, đẩy mạnh vào. Rồi, ok, chặt, bây giờ kéo không được nè. Kéo ra không được, mà để nó xuống cũng không được luôn. Rồi, ok, thì đó là khi mà chúng ta chỉnh ghế và chỉnh vô lăng để chúng ta ngồi cảm thấy thoải mái nhất. Mình sẽ kiểu như là nói lại sơ một lần nữa, thì chúng ta ngồi làm sao cho chúng ta cảm thấy thoải mái và hai cái tay của chúng ta nó không quá gần với vô lăng và nó cũng không quá xa với vô lăng. Đó, hai cái tay chúng ta một cái khoảng cách vừa đủ để chúng ta có thể thao tác đánh vô lăng cũng như là có thể điều chỉnh những cái nút ở trên đây. Đó, các bạn hãy thử tưởng tượng nếu các bạn ngồi quá gần như thế này, mỗi lần các bạn muốn chỉnh nút á, các bạn phải nhìn xuống qua đây, các bạn phải kiểu như tìm cái nút, nó rất là tốn thời gian và rất là nguy hiểm. Còn khi mà các bạn ngồi quá xa, khi mà các bạn ngồi quá xa như thế này đi, mỗi lần các bạn muốn chỉnh cái nút gì á, các bạn phải chồm lên, các bạn bấm, sau đó các bạn ngồi xuống. Đó, nó không có tốt khi mà chúng ta chạy xe ha các bạn ha. Và đặc biệt khi mà người giám khảo thấy chúng ta ngồi một cái khoảng cách an toàn, một khoảng cách đúng ở trên xe, thì người ta đã cho chúng ta được một cái điểm ở trong cái bài thi của chúng ta rồi các bạn ha. Ok, tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta để cái chân của chúng ta lên cái bàn đạp ga và cái bàn đạp thắng như thế nào để chúng ta chạy xe một cách thoải mái, không bị mỏi ha các bạn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các bạn thấy cái bàn chân của mình để. Đó, thì đây là cần ga này. Chúng ta ngồi làm sao mà chúng ta cái chiều cao của cái ghế, khi mà chúng ta ngồi á, cái chân của chúng ta đặt lên cái cần ga một góc 45 độ ha. Đó, chúng ta không nên đặt cái độc đặt như thế này. Đặt như thế này là 90 độ rồi. 90 độ như thế này, chúng ta đặt cả bàn chân của chúng ta vào chân ga, thì khi mà đạp ga nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ dễ bị cái tình trạng mà đạp lố ga, cái xe nó sẽ bị giọt. Xe nó bị sẽ hỗn ga đó, mình gọi là hỗn ga đi ha. Thì nó sẽ bị giọt cái xe. Đó, còn khi mà các bạn để chỉ có cái mũi chân các bạn lên cái chân ga thôi, thì các bạn đạp ga bằng cái mũi chân á, cái gót chân các bạn tì xuống cái sàn xe, thì khi đó các bạn sẽ kiểm soát được cái lực các bạn đạp. Cách chúng ta để chân thì chúng ta nên để cái gót của chúng ta dính chặt vào sàn luôn. Chúng ta không nhấc cái chân lên khi chúng ta đổi chân ga qua chân thắng các bạn ha. Chúng ta chỉ chúng ta chỉ xoay cổ chân thôi. Đó, thì thí dụ nè, bây giờ cái gót của mình đặt xuống sàn. Đó, mình đặt cái mũi chân của mình lên bàn chân ga ha. Ok, khi mà mình muốn đạp thắng á, mình chỉ cần nhấc lên, mình xoay qua đây mình đạp thắng nè. Đó, đạp thắng. Đó, rồi mình nhả thắng ra. Rồi sau đó mình quay qua mình tiếp tục đạp ga.
đó, rồi ga thắng, ga thắng, ga thắng. Đặt cái gót chân chặt xuống sàn, không nhấc cái gót chân lên khi mà chúng ta chuyển chân từ chân ga qua chân thắng, từ chân thắng qua chân ga. Đó, khi mà các bạn đặt một cái chân các bạn gốc 90 độ lên mà chân ga, các bạn không thể nào mà các bạn có thể các bạn đạt cái chân thắng được, nhưng mà như vậy các bạn thấy không, nó sẽ rất là mỏi khi mà chúng ta chạy đường xa đường dài, và đặc biệt chúng ta chạy trong tình trạng kẹt xe. Ok, đó thì các bạn nhớ cái đó giùm mình ha. Và đồng thời khi mà chúng ta đặt cái gốc chân của chúng ta xuống cái sàn xe đó, khi mà chúng ta chỉ đổi từ chân ga qua chân thắng, từ chân thắng qua chân ga bằng mũi chân, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng chúng ta đạp nhầm chân. Đó, chúng ta đạp nhầm chân, chúng ta tới lúc mà chúng ta quán, chúng ta không biết xử lý như thế nào á, thì nó sẽ rất là dễ mà xảy ra tình trạng đạp nhầm chân ga hoặc đạp nhầm chân thắng. Đạp nhầm chân thắng thì không sao, xe chỉ thắng lại thôi, nhưng đạp nhầm chân ga thì rất nguy hiểm. Ok, thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp các bạn có thể chỉnh được cái kính ở giữa, kính hậu ở giữa này, để làm sao chúng ta có thể nhìn một cách bao quát nhất các bạn ha. Thì đây là cái kính original theo xe. Nó không có đủ dài và đủ rộng. Tuy nhiên chúng ta chỉnh làm sao á mà chúng ta thấy được cả một cái khung của kính sau luôn ha. Đó, chúng ta không cần nhìn cái người phía sau đó các bạn, không cần nhìn thấy người phía sau ha. Người phía sau của ai kệ người ta, mình chỉ cần nhìn thấy được đó, cả cái khung cửa sổ phía sau là chúng ta có thể nhìn thấy tất cả. Tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn chỉnh kính làm sao mà chúng ta có thể cảm thấy là an toàn và hợp lý khi chúng ta chạy xe các bạn ha. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao phải nhìn qua vai khi mà đổi làn đường, tại sao phải nhìn qua vai ha. Thì nhìn qua vai là một cái rất cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu các bạn không nhìn qua vai á, thì các bạn sẽ không thể nào kiểm tra được cái điểm mù của xe hết. Ok, thì đây bây giờ mình sẽ thị phạm cho các bạn xem nè. Đó, thì đầu tiên mình sẽ chỉ các bạn chỉnh kính trước ha. Ok, các bạn chỉnh kính á, các bạn chỉnh làm sao á mà cái body xe các bạn á không có nằm trong cái kính. Đó, nghe các bạn kiểu như vô lý lắm á, nhưng mà kiểu như chúng ta hãy chỉnh như vậy, chúng ta không nhìn thấy cái body xe chúng ta đâu. Đó, chúng ta nè, đó, bây giờ là body xe mình lọt ra khỏi cái tầm mắt của mình rồi đó. Đó, nhưng mà bên hông mình vẫn có người. Bên hông mình vẫn có người ha các bạn ha, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, mình nhờ Harry. Từ từ. Đó, mình nhờ Harry đứng ở một cái điểm mù của xe cho các bạn xem. Đó, thì các bạn có thể thấy là khi mà Harry đứng ở cái điểm mù đó thì ở trong cái kính hậu chúng ta không thể thấy. Đúng không? Đó. Trong cái kính hậu của chúng ta không thấy được Harry đang đứng ở bên hông mình. Và các bạn hãy thử nghĩ xem, nếu mà có một chiếc xe đang chạy song song với các bạn ngay vị trí điểm mù đó mà cái kính các bạn không cho các bạn thấy được, thì khi mà các bạn chen lên, chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải là các bạn sẽ đụng xe kế bên không? Đó, thì đó là lý do tại sao chúng ta phải nhìn qua vai. Thì khi các bạn nhìn qua vai á, các bạn sẽ nhìn được cái người, cái vật thể ở bên hông các bạn tại điểm mù xe. Ok, rồi, đó là cách chúng ta chỉnh kính. Chúng ta chỉnh kính làm sao mà cái body xe chúng ta không nằm trong cái kính. Nó chỉ vừa mới chạy qua thôi, giống như thế này này. Đây, mình sẽ chỉnh lại cho các bạn xem. Đó, nó chỉ vừa mới chạy ra khỏi cái kính thôi. Đó, nó vừa mới chạy ra như thế này. Các bạn thấy không? Đó. Đó, thì đây là cái mà chúng ta có thể thấy được nè. Xe chúng ta chạy phía sau, kính này có thể thấy được. Nhưng mà, đó, các bạn nhìn thế này, các bạn có thể thấy được vật thể ở phía sau các bạn. Ok, bây giờ lên điểm mù đi. Bây giờ Harry sẽ đứng lên điểm mù nè. Đó, không hề thấy, kính không hề thấy. Đó, thì đó là các bạn phải nhìn qua vai. Ok, và bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn bí quyết để chúng ta có thể nhìn thấy được điểm mù của xe. Đó là chúng ta nhờ cái kính nhỏ này nè. Kính này á, là một cái gương cầu lồi. Đó, nó cái góc nhìn nó rộng hơn. Góc nhìn nó rộng hơn ha các bạn ha. Thì cái kính này các bạn thấy không, nhìn còn kính nhỏ chúng ta có thể thấy được điểm mù là Harry đang đứng ở bên kia, nhưng cái kính lớn không hề show cho chúng ta thấy. Đó các bạn, thì mình mới vừa chỉ các bạn xong là chỉnh kính như thế nào là sẽ hợp lý và phù hợp để chúng ta có thể chạy xe, không những chỉ để đi thi thôi mà là để chúng ta chạy xe mỗi ngày luôn các bạn ha. Và đặc biệt để chúng ta thêm an toàn. Đó, chúng ta thêm an toàn thì chúng ta nên mua một cái kính nhỏ như thế này gắn vào cái kính hậu của xe. Thì cái kính nhỏ như thế này á nó rất là rẻ, các bạn có thể vào 99 cent, trong đó bán hai cái chỉ có 1 đồng only.
Đó, nếu mà các bạn muốn sử dụng cái loại mắc tiền hơn, các bạn có thể order trên Amazon, hoặc các bạn có thể vào AutoZone, các bạn mua Walmart cũng có. Nhưng mà nếu bạn nào muốn ngon bổ rẻ, các bạn cứ vào Naisense kiếm này mua hai cái 1 đồng, gắn một bên một cái bên trái, cái bên phải, mình bảo đảm các bạn là điểm mù là các bạn thấy liền. Tuy nhiên cái này là chỉ để chúng ta thấy được điểm mù thôi, nhưng mà khi mà đi thi các bạn vẫn phải nhìn qua vai. Các bạn không nhìn qua vai cái trên lens là giám khảo sẽ trừ điểm các bạn ngay lập tức. Ok, thì tới đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, cách chúng ta chỉnh ghế, chỉnh kính, để chân như thế nào, và một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể thấy được điểm mù của xe, đó là mua một cái kính nhỏ, kính lồi nhỏ gắn lên kính của xe. Ok, thì tới đây mình sẽ kết thúc cái video của mình ngày hôm nay. Nếu bạn nào thấy thích và cảm thấy video này có lợi cho các bạn, giúp ích cho các bạn, thì các bạn đừng quên nhấn nút like và để lại bình luận cho mình biết. Và đừng quên chia sẻ cái video này cho những rộng rãi, cho những người nào mà chúng ta cảm thấy là họ đang cần. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh vì nó miễn phí. Nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí ha các bạn ha. Và nhớ mở cái chuông lên để có thể nhận được những thông báo về những video mà mình đăng tải lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.